Hàng Nội Địa Nhật Vũ xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay đặc biệt gửi đến các bạn một cặp loa Mỹ Nòi JBL Radiance 77VX các bạn nhé. Chút nữa mình sẽ quay lại gần cái tem cho các bạn xem. Đây là một cái dòng loa 3 đường tiếng và bass 25. Đặc biệt là màu gỗ. Phần phía trước là một cái màu gỗ nâu sậm, còn hai bên là cái màu gỗ sáng hơn. Đấy các bạn, và phía sau là màu đen. Ba đường tiếng tách bạch luôn các bạn nha. Và con này đặc biệt là có cái lỗ thông hơi, không phải là loa này dạng, không phải là loa nén, nên đánh rất là thoải mái, đánh rất là nhẹ nhàng. Và các bạn biết là những cái dòng JBL cho một cái âm trầm đánh sâu, đánh nhẹ nhàng. Và đây là dòng tiếng bass 25 lận, rất là ít gặp luôn. Mỗi loa đạt cái công suất cao nhất là 150W, với chiều cao loa là 65. Bề ngang con này khá là rộng. So với những loa cùng kích thước thì con này có tỷ lệ bề ngang rộng là 41cm và chiều sâu là 29cm. Mỗi loa nặng 17,3kg các bạn nha. Và ngoại hình còn rất là đẹp luôn. Loa JBL và sản xuất ở Mỹ luôn, Made in USA. Ở phía sau của loa các bạn có thể tăng chỉnh được cái phần trap. Mình đang để ở cái mức normal, nó có 3 nấc là dạng vừa, dạng cân bằng và dạng cao. Rồi chúng ta quay trở lại với phần test âm thanh. Các bạn đang quan sát cận cảnh mặt phân tần với ba cuộn dây đồng, đặc biệt là cuộn này rất là lớn của JBL 77VX dòng nòi Mỹ, cuộn dây đồng màu đỏ nha. Đó, và tụ điện trở. Các bạn thấy nó rất là lớn. Cái tay mình như này để mà nó rất là lớn nha. Ba đường tiếng tách bạch. Ở đây thì cái phần trap nó được đóng khung bởi cái phần nhựa sâu vào phía sau để nó tán cái âm trap, không có bị lẫn vào tiếng mid. Sorry các bạn, nó không bị lẫn vào cái tiếng bass. Còn đây là cái củ từ của cái phần bass các bạn nha, bass 25. Củ từ. Và đây là cái phần mid. Đó, nguyên bản hết các bạn. Và đây là cái phần siêu trap. Test một bài nhạc sôi động trước. Những cái dòng JBL, những cái dòng châu Âu, châu Mỹ thì các bạn chúng ta có một cái âm trầm nghe rất là xuống, rất là mềm, đánh rất là khỏe. Bên châu Âu, châu Mỹ thì đa phần họ nghe những cái thể loại nhạc hiện đại hơn. Nó thật là những cái dòng pop dance remix. Và họ đòi hỏi cái phần âm trầm nó phải đáp ứng tốt, cũng như là có cái độ sâu chứ nó không có bị khô các bạn nha. Những cái dòng JBL thì các bạn đã trải nghiệm nhiều rồi thì sẽ cảm nhận được cái chất âm bass của nó đánh mềm, nhẹ nhàng. Và đặc biệt là con này bass 25, thùng loa lớn, lỗ thông hơi lớn. Mình đang sử dụng đầu âm ly Technic SUV6X đánh 120W một loa.
đấy các bạn nha. Và mình đang chỉnh bật low net lên, tăng bass và treble lên, đang bật low net các bạn. Con này thì các bạn có thể đánh ở một không gian rộng thoáng, phòng khách lớn, và có thể kết hợp gắn vang số karaoke các bạn nha. Con này có một cái trung âm mà rất là tốt nè, phần trung âm này nè, và loa ba đường tiếng rất là tắt bạch, tắt ở cái phần giải bass ra riêng rồi, nó không ảnh hưởng nhiều đến cái phần giọng hát của các bạn lắm. Con này cái phần khung nó còn lưới, nó còn ok các bạn nha, lưới là không có đắt luôn đây. Nhưng mà con này có một cái dòng lưới rất là đơn giản đó, cái mặt thiết kế cũng rất là đẹp, phối hai màu tem bằng nhôm đen nha, bằng nhôm nè, tem nhôm vân xước. Mình sẽ quay gần lại các bạn xem. Và còn đây là cái lưới của nó đó, nó ép chặt vào cái phần này, nó ép chặt vào trong đây luôn chứ nó không có để hở cái mép lên. Con này có cái lưới rất là ok, nhưng mà cái nhược điểm của nó là cái này, cái khung này nó cũng bằng gỗ nè. Đó, gỗ ép rất là dày, rất là lớn luôn. Tuy nhiên là sau một thời gian là cái bản lưới này nè, nó ép chặt lại, cái nó tạo ra cái đường cong, nó hơi tạo ra một cái đường cong. Nếu mà hãng sản xuất á tạo một cái thanh ngang ở đây để cho nó giữ lại, nó không bị nén vào bên trong nhiều á, thì nó không có tạo ra cái hiện tượng cong này. Lưới còn đẹp các bạn, hai lưới đẹp. Nói gì cái hiện tượng này là nó bị cái hiện tượng là cong vào khá là nhiều. Đó các bạn, nó bị cong vào. Để nó hơi dơ chút cho mình lau lại các bạn nha. Đó, cái mép nó bị cong vào nè. Vẫn đầy đủ cho các bạn. Tuy nhiên là nếu mà trưng bày mà nhà không có trẻ em thì chúng ta để như vậy nhìn nó rất là đặc trưng luôn. JBL và để hiện rõ cái tem. Mình chỉ nghe nhạc nãy giờ qua cái điện thoại thôi các bạn nha. Và bây giờ quay trở lại với nhạc trữ tình. Cổng kết nối của chúng ta đang sử dụng là cổng 3.5 AUX thông dụng. Khá là sáng, đi kèm với phần âm bass rất là lực. Một phần là các bạn phối ghép với cam ly nào nữa các bạn nhé. Hiện mình đang ghép với con Technic V6X này và đang bật low net, âm rất là sáng luôn. Và các bạn nếu mà cảm giác là muốn âm nó mềm hơn thì ghép với dòng âm ly Marantz
Luckman vân vân, những cái dòng mà hợp với châu Âu. Còn âm ly của Nhật thì chép sáng, nhưng mà con này nó hỗ trợ cái phần trap rất là ok rồi đó, âm thanh bass khỏe, sâu và chép sáng. Còn nếu mà chúng ta tắt cái loud nét đi, bật cái phần âm bass lên thôi để chép cân bằng rồi. Năm nào khi con còn bé nhỏ theo mẹ đến trường, giờ đây con đường xưa con đó tăng liệu gần gió. Rồi bây giờ chúng ta có thể nghe trên YouTube nhạc guitar rumba, và chúng ta sẽ tham khảo một chút cái phần thông tin của nó ở trên những cái trang của nước ngoài các bạn nhé, đa phần là nằm trên những cái trang của châu Âu, châu Mỹ, và những cái mặt hàng bán lại của nó là nằm trên eBay, Amazon, kiếm là thấy eBay nhiều. Đây, trang này thì các bạn thấy khi mà nó sản xuất ra nó có 3 phiên bản 55, 77 và 99. Từ cái đời 77 và 99, hai con này là giống nhau hoàn toàn. Cái tuyến loa chỉ khác nhau ở phần âm bass. Cái con bass này là bass của con 99 là bass 30, con này bass 25. Mid trap giống nhau. Thùng loa con này lớn hơn chút. Đây, có thông số kỹ thuật rất rõ ràng. Cái trang 17.3 cho cái loa 77VX của chúng ta. 150W maximum. Đó, 25, 13, 75. Bass 25, mid 13 và cái phần siêu trap là 7.5 cm. Thì con này cũng giống luôn nè, 13 và 75, chỉ khác nhau ở cái phần âm bass là 30. Và cân nặng của con này nó nặng hơn tầm khoảng 2.9 kg so với cái này. Nó cũng lớn hơn không nhiều, maximum là 200W. Còn cái dòng mà hay gặp nhất là cái dòng 80W này nè, 12.5 kg, dòng 2 đường tiếng V55, VX55 nè. Đấy, các bạn có thể thấy dòng này chúng ta gặp nhiều hơn đó, hai đường tiếng thôi các bạn nha, không có được trang bị pro giống như cái con 77 và con 99. Một cái màu gỗ đã rất là được chuộng rồi nè, đa phần JBL màu đen. Dòng là dòng Radiance, series Radiance là cái tạm dịch ra là tỏa sáng rực rỡ. Đấy, chúng ta chơi nhạc guitar rumba các bạn nhé. Các bạn thấy cái loa mặt trước, mặt sau cũng còn rất là đẹp, màu gỗ rất là ok luôn. Âm nhấn, con này trung âm chơi nhạc cụ ok nè. Và nếu mà các bạn hát thì cũng rất là nịnh nha. Nếu mà bạn karaoke thì rất là nịnh tai, tại vì những cái con nào mà có trung âm mở rộng như vậy á thì cái độ rung động của nó tốt và hỗ trợ tốt. Trép nhạc cụ nữa nè, giấy hết, nên khi mà các bạn hát nó hỗ trợ rất là ok nha. Các bạn để ý những cái dòng nào mà loa karaoke nó đa phần sử dụng những cái dòng mid và trap kiểu dáng dạng giấy như vậy hết nha các bạn.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Nhớ bấm like cho mình nếu cảm thấy thích cái bài test của mình ngày hôm nay. JBL 77 VX, một cặp rất là hiếm mà về hàng còn rất là đẹp. Con này các bạn hỏi mình thì mình có nói là con này đã được thay gân nha các bạn. Gân về nó bị mục. Đó, thay gân. Không ảnh hưởng đến chất âm cũng như là cái phần đây. Cái màn loa, cái tuyến loa là nguyên bản hết các bạn nha. Đặc biệt là cái chép giấy này nè, cực kỳ nhạy và cực kỳ dễ rách, mà giữ được như vậy là rất là kỹ rồi. Nó rất là mềm mại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.